Xin các bạn, hôm nay không phải là clip thanh lý đâu nha. Hôm nay là clip khoe đồ thôi. Ở đây là những món đồ mình mới vừa mua, bởi vì hiện tại thì mình đã hết đồ rồi. Đây là mấy cái con động cơ lần trước mình mua này. Đó. 132 thì gần như mình cũng còn có 2 con là hết trơn rồi. Đây là 10 con động cơ lần trước mới mua. Động cơ 132 đầu 180. 180 tháo máy, 10 con 97.000, một con có 9.000 mấy nha. Lưu ý với anh em con này tháo máy nha. Rồi. Mấy món này mình mua về để mình chơi thôi. Cái hộp này thì cũng mới mua luôn anh em ạ. Cái hộp này xịn lắm nè. Hộp này đựng nhiều đồ lắm, hai ngăn, ngăn trên ngăn dưới luôn. Anh em nào mà thường hay chế đồ bỏ đồ linh tinh á, có thể mua cái này về phân loại cũng được ha. Ở trên này thì mình đặt mấy cái động cơ nhỏ này. Đậy lên đây. Rồi. Đó, như thế này là gọn hơn luôn ha. Ở trên này mình có thể là để thêm servo. Rồi, như vậy là chúng ta đã được nguyên một hộp động cơ. Nhưng hôm nay nhân vật chính chúng ta là cái này mới đúng. Đây là một cái bộ mà anh em mua về có thể là chơi cả đời luôn á. Chơi cả đời không hết. Đây. Cái bộ này là bộ bánh răng 200 cái mà nó có 53.000 thôi. Mình đã mua 4 bộ là 800 cái bánh răng. Để xem là có đúng là 800 cái hay không nha. Ôi trời ơi. Một bọc như thế này là 200 cái. Đây, trên 200 cái luôn này. Và giá là 53.000. Mình mua 1. Đây. Mình mua 4 bộ, cái này là chắc ăn là xài cả đời không hết rồi mọi người ạ. Rất nhiều bánh răng ở trong này luôn. Đó, hiện tại bánh răng thì mình hết rồi. Đây là cái bộ bánh răng nhựa mà mình hiện tại đang còn này, còn có nhiều thôi. Bây giờ bổ sung thêm 800 cái bánh răng nữa này. Nữa thì ôi giời ơi, xài biết nào hết luôn á. Ở đây thì mình mua thêm mấy bịch ốc 3 bờ này. Ôi, ít ốc ha. Một bịch như này nó 50 con, khoảng mười mấy ngàn. Mười mấy ngàn một bịch như này. Mình thì thường hay chế tạo, lắp ráp cho nên là cần những con ốc linh kiện như này. Đó. Và chủ yếu là hôm nay giới thiệu cho anh em những cái bộ bánh răng này thôi. 200 cái này. Ôi, nó nhiều dữ lắm anh em ạ. Nhiều giả mang luôn á. Mà có 50 mấy ngàn thôi, 53 ngàn. Chờ ship hơi lâu tí. À, tí mình sẽ đếm nha. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem thêm cái này. Cái này là bịch băng keo dán nhãn nha. Anh em mà nào mà thường có nhiều đồ á, có thể sử dụng cái này để dán nhãn lên. Dán nhãn lên từng cái ô xong cái mình ghi tên trên này nha. Ok, bây giờ mình sẽ đếm thử xem là có đủ 200 cái hay không nha. Thì anh em thấy trên đây là đợi là 200 đi lên này, có thể là hơn 200 cái luôn. Giờ mình sẽ đếm thử nha. Cái bộ này là 204 cái nha. Đúng là hơn 200 cái thật anh em mà, quá trời nhiều luôn. Rồi xài biết khi nào mà hết được. Quá trời quá đắt luôn. Anh em nào mà mê chế tạo, mê bánh răng thì mua bộ này là đúng bài y bài luôn nha. Quá hợp lý cho cái bộ này. Đó, lúc đầu mình mua tưởng đâu cũng hơi sợ sợ, nhưng mà bây giờ mạnh dạn mua 4 cái. Chiếc này là xài cả đời luôn rồi anh em ạ. À. Ở đây mình đang thiếu một cái cây kìm, kìm của mình nó hơi ít rồi. Ai, thiếu cây kìm này. Kìm này thì xài chắc cũng cả đời đó anh em ạ. À. Ở đây mua thêm mớ dây để test động cơ. Nối vô bình ắc quy á. Một bó như này nó cũng rẻ, mười mấy ngàn một bó như này thôi. Rồi, mua thêm mấy cái mũi khoan để nữa làm khoan này. Nhưng mà có một vấn đề như này anh em ạ. À. Đây là cái mũi khoan 3.17 ly. Và đây là cái động cơ 3.17. Thì cắm vô nó vừa, nó không lúc lắc, mình rất là ưng. Đó, rất là ưng với cái động cơ này. Nhưng vấn đề ở đây là cái lỗ này nó nhỏ xíu à. Nó không giữ được cái phần kẹp mũi khoan này. À, vấn đề là như vậy đấy. Này. Với mình thì cái này nó đơn giản rồi. Còn bạn nào mua, nhớ lưu ý cái này nha. Hỏi shop trước là cái này có cắm vô vừa hay không. Chứ bây giờ các bạn nào mà mua gì mà không như mình ấy, mà tự làm thì nó khó. Chứ mình ở đây đủ đồ cho nên cái này thì mình cũng không cần khiếu nại làm gì. Ý ra ngoài kia mình tiện cái là xong rồi ha. Còn các bạn nào không có đồ nghề thì nó hơi khó. Nên là anh em nào mua cái bộ này thì nhớ là hỏi người ta là cái này có vừa hay không nha. Còn thêm một bộ này nữa. Đây là bộ là 2.2 ly nha, 2.3 ly. Và cái bộ này nó cũng hắc dịch cực kỳ. Và các bạn không nên mua cái bộ này. Lý do là sao ha. Đây là cái động cơ với cái trục vừa của nó này. Lắc anh em ạ. Nó lắc ha. Mặc dù là nó sẽ cho các bạn hai con ốc để bắt bên này và bắt bên này, nhưng cái tỷ lệ mà các bạn bắt mà nó không bị lắc nó rất là thấp nha.
đường nào nó cũng sẽ bị lắc và nó bị rơ hết, cho nên là mình gắt ghét cái loại này. Mình mua cái loại này mà nó cũng dày thì thôi, không có xài được ha. Nó phải là cứng luôn cái động cơ thì mới dùng được, mới dùng ngon được ha. Rồi, mua thêm bộ cánh quạt thụ nghịch. Đây, chân vịt thụ nghịch này. Rồi, hôm nay mình chỉ mua nhiêu đó thôi. Mình mua cũng khá đồ rồi. Kiến là trong thời gian sắp tới thì mình sẽ ra những clip chế đồ chơi cho anh em xem nha. Rồi, và bây giờ là tạm biệt các bạn và hẹn các bạn trong những clip sau. Và nhớ like giùm mình nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.